Chào anh em đã đến với series câu cá huyền thoại. Để bắt đầu có thể câu được cá trong game này thì anh em cần phải hoàn thành cái nhiệm vụ ở Fisher of Men của chương 2. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó thì anh em sẽ nhận được một cái cần câu cá. Lúc đó thì chúng ta mới thể là nhận được cái nhiệm vụ câu cá huyền thoại này. Địa điểm mới nhận cái nhiệm vụ này đó là một cái căn nhà gần cái bờ hồ nằm phía bắc của trại của băng đảng mình trong cái chương 2. Khi anh em đến đó thì anh em sẽ thấy một cái căn nhà và thấy một người đàn ông đang đứng câu cá. Tới nói chuyện với người đàn ông đó thì anh em sẽ nhận được cái nhiệm vụ này. Yes, can I help you? Hey. Sau khi nói chuyện thì anh ta sẽ đưa cho anh em một cái bản đồ gồm các loài cá huyền thoại trong trò chơi và yêu cầu anh em là đi bắt được những con cá đó trên khắp thế giới này. Very famous. Okay. Who are you? Jeremy Gill. Who? The famous fisherman. I've written a lot of books. I'm in the newspaper all the time. Here's one from the New Hanover Gazette from a few years back. And this is a book I wrote. Huh? I wrote it. Good for you. You really don't know who I am? Well, well. Nice to meet you. You too. Arthur. Sure you don't want a photo? Not right now. Oh. You know, mothers, they often offer me their daughters. Just for a photograph? No! To marry. But I say no. I'm married to the fish. Huh. So, you're famous for fishing? Very. And that pays well? Pretty well. What I mostly do is send fans stuffed fish. Stuffed fish? Yeah. Here, let me show you. Come with me. And you're selling these? Yes. How many do you want? If you get three, we could do a photograph. Together. Like actual friends. No, I'm fine. It's sort of ridiculous. Listen. Jump. People love it. And I could sell even more fish if I add them. It helps them to know that out there, there's some man fighting with Neptune on a daily basis and winning. Okay. But I can't catch enough of them. And there's really good money in this. I'll fish a little. You do? Well, in that case, send them to me. Of course, not if they're too rotten. Do you like that bass? I'd sell this for $50. I'd give you 15. Send you fish. Ooh, my card and a map. Well, maybe I shall. Only the decent ones. They have to be at least 24 inches in length and 10 pounds in weight. No one wants to imagine Jeremy Gill catching a tiddler. There's no money in tiddlers. So I hear. Có tất cả 14 loài cá huyền thoại ở trong trò chơi này. Tuy nhiên để bắt được con cá huyền thoại cuối cùng thì trước tiên anh em phải bắt được 13 con cá còn lại trước và phải chơi hết chương 6 đến cái phần kết đầu tiên của trò chơi. Sau khi nhận nhiệm vụ câu cá huyền thoại của lão Jeremy thì anh em cần phải ra Lagat mua cái mồi câu đặc biệt thì mới có thể câu được những con cá huyền thoại đó. Ở Lagat có một cái shop bán mồi câu đặc biệt, chỉ khi anh em nhận cái quest câu cá huyền thoại thì ba cái mồi câu đặc biệt này nó mới hiển thị ở trong cái shop này. Thì cái shop Lagat này nó nằm gần ở San Denis, anh em có thể từ San Denis đi qua đó cho nó gần. Ba cái mồi đó là cái mồi câu hồ đặc biệt, mồi câu sông đặc biệt và mồi câu đầm lầy đặc biệt. Anh em có thể mua ba thứ đó. Rồi xong là anh em bắt đầu lên đường đi câu những con cá huyền thoại. Tùy vào cái vị trí địa điểm mình câu thì mình có thể chọn cái mồi cho nó phù hợp.